Vâng, thêm một em Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2018, mới gia nhập đội của siêu thị ô tô BK Hà Nội, Vương quốc Gầm Cao. Anh chị em thân mến, thì siêu thị ô tô BK Hà Nội là một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng 7 chỗ Gầm Cao, được đánh giá là lớn nhất Việt Nam. Chợ thì lúc nào cũng đông nghịt các bạn ạ, rất là đông, xe thì lúc nào cũng đông. Nếu anh chị em nào mà chưa có dịp, anh chị em đặc biệt anh chị em các tỉnh chưa có dịp đến với lại siêu thị ô tô BK Hà Nội thì chúng ta có thể nên đến một lần, bởi vì chúng ta sẽ được thỏa mãn rất nhiều những cái dòng xe 7 chỗ thỏa mãn đam mê của chúng ta. Đấy, anh chị em nào mà có nhu cầu hoặc là có dịp đi qua Hà Nội thì cứ đến số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, gọi điện trực tiếp cho hotline của chúng tôi các bạn nhé. Gọi điện trực tiếp hotline của chúng tôi. Đấy các bạn nhìn này. Chúng tôi sẽ có quà tặng đặc biệt cho cô quý chị các bạn nhé. Chúng tôi đã chuẩn bị quà tặng rồi. Đây, tôi tặng Fortuner máy dầu các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Đây. Mới hạ lồng luôn các bạn nhé. Đây, chất liệu ghế da đó các bạn nhìn này. Đấy, chất liệu ghế da đây các bạn nhìn này. Đấy, mới. Mới đấy. Đây các bạn nhìn này. Đó là mới các bạn nhé, chất liệu. Máy dầu một cầu số sàn các bạn nhá. Đương nhiên rồi, khi mà xe đã về đến siêu thị ô tô BK Hà Nội thì đảm bảo các bạn là toàn bộ những keo chỉ là nguyên bản hết các bạn nhá. Đấy, keo chỉ rồi xe là cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cầu máy, đầy đủ hết các bạn nhá. Đầy đủ hết, không có thiếu gì cả các bạn ạ. Lốp nguyên bản cho xe các bạn nhé. Lốp này, lốp 2018 này. Lốp nguyên bản cho xe hết các bạn nhé. Đấy, lốp nguyên bản cho xe. Toàn bộ 4 lốp là nguyên bản cho xe hết. Đấy. Toàn bộ 4 lốp là nguyên bản cho xe hết. Đây, vô lăng củ số này. Số này. Dầu sàn. Dầu sàn 2018 các bạn nhé. Xe này chưa có giá cụ thể, nhưng mà giá cũng loanh quanh khoảng vô 800 tí. Anh chị em nào quan tâm thì cứ gọi điện trực tiếp các bạn nhé. Đấy, chúng tôi đang chào bán thì hỗ trợ trả góp lên 70%, chỉ cần 388 triệu là sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0.64% một tháng.